Hello. Nay lâu quá không có like, mọi người quên luôn, group luôn. Để tát thêm vài mạng vô sao không thấy ai hết. Không, do thực sự là mọi người không có câu hỏi á, rồi ấy cũng làm biếng xem luôn. Chứ thật ra ví dụ như mình hướng dẫn mấy cái mà người ta chưa làm tới á thì cũng vậy à, vô thì cũng nghe chém gió như nhau nên nó bị là bị một cái kiểu đó. Hello Sơn. Nó sớm giờ mở mà ớ quá không có ai vô coi hết. Mọi người từ bữa giờ học được gì rồi? Dạo này không có ai có câu hỏi nào hết. Hello. Đi gặp mặt mới biết là mọi người bao lâu nay cứ toàn là nghĩ xấu của mình không? Kiểu nào là già, nào mà mặt mập rồi, đủ thứ hết. Ra ngoài mọi người thấy sẽ khác nha, trẻ trâu hơn nhiều. Ai có câu hỏi gì hỏi nha. Còn nếu không có thì hôm nay mình sẽ nói về mấy cái lệnh, cái tâm này. Tâm gọi là gì ta? Local. Cái kia gọi local. Cái tâm của trong gì rớt. Và cái cách mà di chuyển bằng cái này. Và cái cách cũ. Cách cũ là cái cách mà nó có cái những cái đường này. Thì mình sẽ nói cho mọi người cái nào hay, cái nào dở. Rồi cách mà để mình làm cái nó cho nó tốt hơn đó. Thì giờ cái tâm của nó ví dụ như nó xịt qua bên này đi, mình muốn nó quay lại thì mình cách đối xứng mình kích này thì nó sẽ tự quay lại, nhưng mà nó bị nghiêng này, reset lại home unlock home. Đó, nó sẽ reset lại đúng với cái tâm. Thì mọi người đôi lúc mọi người sẽ bị lệch ra, còn mình sẽ dẫn cho mọi người làm cho nó chuẩn lại.
Anh cũng đang có việc này chứ. Đang làm freelance hôm qua cũng không có like mọi người. Với tại không có ai có câu hỏi á, nên mình cũng chả biết chủ đề nào để nói cho mọi người nữa. Còn không thì mình vẫn làm cái file cái con Neko kia cho xong. Nhưng mà tại vì có file làm mà tự nhiên bây giờ ngồi làm cái đó thì kỳ quá nên xin phép mọi người off luôn. Thì mọi người xem cái tâm này nha. Thì nó có rất nhiều trường hợp là cái bản mà 4R8 á, với 4 với 2018 của Giros đó, nó mới có được cái xoay dạng này, là nó giống như Betamax hoặc là Mayda của mình. Thì còn cái cũ á, là chỉ có mình tắt cái này đi thì nó sẽ hiện ra mấy cái đường theo kiểu di chuyển của theo kiểu cũ. Thì mình sẽ giới thiệu hai cái phần này cho mọi người xem luôn. Thì bây giờ cái mà cái tâm này nè, bây giờ nó đang lúc nào khi mình mới nhấn á, nó sẽ là nằm ở chính giữa của cái trục, thì tất cả giống như các phần mềm khác, nhưng đôi lúc mình di chuyển hay mình làm gì đó thì cái tâm nó sẽ lệch đi. Thì khi mà nó lệch đi á, nó lệch đi là có nguyên nhân nha. Ví dụ bây giờ mình muốn cái mặt này nó mập này, hay là nó dài gì đó, nhưng mà mình không muốn chỉnh theo cái độ dài mà nó đi về hai bên, thì mình phải dời cái tâm nó xuống ngay chỗ cái mặt này nè, để mình kéo nó đi hợp lý hơn. Thì bây giờ khi mà mình kéo này nè, nó di chuyển nghiêng một cái khối của mình đây, thì ngay cái chỗ này nó có cái ổ khóa này, ổ khóa này nó sẽ khóa cái tâm lại để cho cái tâm nó di chuyển thì cái vật nó đi theo. À bây giờ mình mở cái ổ khóa ra thì mình di chuyển cái tâm nó không có di chuyển cái khối của mình nữa, thì khi mình chuyển giờ cái tâm xuống này mình khóa lại, thì có phải bây giờ mình muốn lệnh di chuyển mình đẩy này nè đó, thì nó sẽ lấy cái tâm từ từ ngay cái cầm nó đẩy lên. Thì cái đó là cái cách để mình dùng sau này, ví dụ như mình có cái gì đó dài thì mình cần cái khu vực đó dài, ví dụ như bây giờ càng cổ đây thì mình vẽ cái càng cổ, mình vẽ cái càng cổ này đúng không, bây giờ mình muốn càng cổ nó dài xuống, thì bây giờ mình dùng lệnh di chuyển này, mà khi mà mình dùng lệnh di chuyển mà mình không di chuyển cái tâm á, nó sẽ đi lên và nó lúng luôn trên này, thì cái đó nó phải là cái mình của nó bị sai không. Thì khi bằng cách đó mình khó cái này ra, bỏ kéo cái tâm lên trên rồi cái này mình đẩy, thì giờ mình đẩy thì lưới nó chỉ có chạy xuống thôi, nó chạy lên rất là ít luôn, thì nó giúp cho cái file của mình làm mình sẽ kiểm soát được cái phần tâm cái local đó. Đó, ví dụ như này. Rồi với một chuyện nữa là khi mình làm nó mình nhấn enter tab á, ở khu vực nào thì cái tâm đó nó sẽ nhảy tới khu vực đó. Đây này, nó nhảy theo hướng vuông góc. Nhưng mà khi những cái vuông góc ở ở cái mặt này thôi. Nhưng mà cuối cùng bây giờ cái hướng của mình nó đang bị lệch mất cái vuông góc với góc tọa độ. Nên bây giờ khi mà mình di chuyển này nè, mình di chuyển này nè, nó sẽ chạy đường xéo. Đó, nó chạy xéo qua này nè, chứ nó không có chạy những đường vuông góc này. Nó khiến cho cái file của mình nó sẽ bị sai. Thì mình có cách để mình reset cái tâm nó quay về đúng lại với cái tâm của góc tọa độ. Thì mọi người ở những cái phần mềm kia mọi người biết rồi. Thì cái này nó có cùng reset luôn. Nó có cái in reset orange này. Auto alert to lock mà. Thì mình mở cái ổ khóa này ra để cho nó reset vào. Chứ nếu mà bây giờ cái ổ khóa này này mình vẫn còn đỡ nghiêng, mình nhấn vào lệnh này thì cái đầu của mình nó sẽ di chuyển theo luôn, theo quay về góc của tọa độ đó. Thì cái đó nó khiến cho cái file của mình nó bị sao đó là tùy nha. Vì cái đó mọi người cứ hiểu về cái đó mình tự mình ứng dụng. Ví dụ như mình thích mình làm và cái mặt này nó, ví dụ như mình reset nha, rồi mình làm cho mọi người hiểu hơn. Đó, ví dụ giờ mình làm mình có hai cái đầu đây để cho mọi người dễ hình dung. Bây giờ mình có một cái đầu này nó nằm phía trước. Đó, thì bây giờ mình đang làm cái lệnh đối xứng ở mé bên này, mình đánh cái gì đó bất kỳ. Đó.
Đó, ví dụ như mình đánh đại này đi thì khi mình đánh này nè, có phải là bây giờ nó đang nằm ở tâm góc tọa độ nên cái lệnh đối xứng của mình nó đối xứng được đúng không? Thì khi mình dùng lệnh di chuyển này nè, có phải bây giờ mình xoay nó qua một bên luôn, rồi mình bỏ nó, mình tắt cái lệnh đối xứng đi, mình bỏ nó qua mé sau này. Đó, ví dụ như mình làm theo kiểu mà cái kiểu mà tượng Phật mà nó có nhiều mặt á, hay là con nhân vật nó có nhiều mặt mà nó nói với nhau á, thì nếu mình còn giữ cái góc tọa độ của cái này đúng không, thì có phải là bây giờ mình nhấn cái lệnh reset này là cái đầu của mình nó tự nó nhảy vào không? Đó, nó nhảy nó xoay vào cái góc lúc ban đầu đây nè, bởi vì lúc đầu là mình xoay nó vậy, bây giờ mình nhấn xoay này, mình nhấn vào cái home luôn, thì có phải nó quay về cái góc chính diện của góc tọa độ và bắt đầu rồi đó mình sửa mình làm tiếp thì nó vẫn luôn luôn giữ cái phần mà đối xứng cho mình không? Đó, nếu mà mình không di chuyển cái tâm nó đi thì nó sẽ đưa khối về mình làm xong mình bỏ lên kia mình coi tiếp, hoặc là nó còn một cái kiểu nữa để mình thử coi thử cái lệnh đó nó sẽ hoạt động không nha, cho mình còn không chắc lắm. Thì nó có cái lệnh này này mình kích thì nó sẽ nhảy vào cái phần tâm không, cái này không có hoạt động, nói chung không quan tâm, nói chung là cái này mình có thể reset về lúc ban đầu rồi xem mình làm rồi mình kéo lên đó, nhấn reset quay về góc tọa độ luôn là cái ngôi nhà này. Còn cái này mọi người có thấy là giống giống như cái địa chỉ cái local của mình không? Thì cái này nó sẽ là ví dụ như bây giờ mình nhấn tầm bạ với cái tâm này này, mình nhấn atlas á, mình kích tầm bạ này đi. Thì khi mà mình kích này này, đó, cái tâm nó nhảy bị lệch. Mà bây giờ mình muốn nó quay về chính giữa của khối á, thì nó giống như cái định vị của trong trong cái của mình á, thì nó có này này định vị này, go to Mark Center, kích nạn cái có thấy là cái tâm giờ nó quay về chính giữa luôn không? Nhưng mà mọi người nhớ là tắt cái đối xứng nha, vì nếu mình bật đối xứng thì nó quay về cùng tâm nhưng mà tâm giữa hai bên thì nó bị sai vì cái khối của mình nó không có đi theo kiểu đó. Đó, bây giờ nó mình kích về tâm chính giữa một cái, tắt đối xứng đi, kích về rồi kích này. Thì có một cách mà mình nhấn nhanh á, bởi vì mình chia vô thì mình thấy nó cái phím tắt của nó luôn này, mọi người có thấy không, là cái chữ reset, còn khi mình nhấn atlas là nó unlock. Thì có phải là bây giờ mấy cái lệnh phía trên này nè, thay vì mình nhấn ổ khóa rồi mình nhấn ổ lệnh đó thì mình nhấn luôn cái phím tắt nhấn atlas á, nó tự nó unlock luôn. Thì bây giờ ví dụ như cái này mình xoay mình kích lên trên này đi, thì chỉ cần bây giờ mình không phải là mình mở ổ khóa nữa mà chỉ cần nhấn thành nhấn atlas này đó, cái này mọi người nhìn cái ô khóa nó tự nó mở ra này đó, thì mình chỉ kích vô nghĩa là nó tự nó di chuyển cái tâm gì cho mình, rồi khi đó mình sẽ dở làm việc với cái 2018 này. Thì mọi người nhìn vào cái đường mà bên ngoài nhất này này nha, thì cái này là những cái hướng vuông góc đó mình di chuyển cái hướng mà vuông góc với cái màn hình của mình đó nha. Này, khi mình di chuyển mình xoay mấy hướng là mọi người có thấy là cái những đường màu trắng này nó không thay đổi không? Bởi vì nó vuông góc với cái hướng màn hình mình đang nhìn. Thì khi mình xoay này nè, mình kéo vào những cái hướng đó. Còn những cái mà cái đường màu đỏ màu xanh này nè, nó sẽ là trùng với cái hướng góc tọa độ. Thì trong khi mà cái trùng với hướng góc tọa độ á, nó sẽ có mấy cái hình mà kiểu như mình làm ở trong kia là cái những cái đường này đường cong á thì nó sẽ là xoay, còn cái những mà cái hình tam giác này nó sẽ là lệnh mù, thì mình chia cái con chuột mình ở đâu thì nó sẽ làm ở hướng đó, ví dụ màu xanh thì nó đi lên rồi màu đỏ qua lại, nhưng mà màu đỏ bên trong nó lại khác, màu đỏ mà của hình tứ giác á thì nó gọi là lệnh scale. Thì mình sẽ có luôn ba cái lệnh, đó là lệnh move, lệnh scale, rồi lệnh rotation, và cộng với cái màu trắng là cái vuông góc với màn hình.
thì mọi người có thể sửa được bất kỳ một cái file nào rồi. Còn cái chuyện mình lỡ mình nhấn này, nó lệch đối xứng, khi mà một cái vật á nó đã lệch với cái tâm của góc tọa độ, thì mọi người thấy bây giờ mình bật lệnh đối xứng này, đó nó hiện cái dấu chấm bên này, thì mình đâu có làm được cái lệnh đối xứng ở đâu. Thì cái này cứ nhấn reset vậy thôi, đơn giản là này, nhấn nó vào cái home này này thì nó tự nó nhảy vào đúng cái góc tọa độ của nó ban đầu cho mọi người. Thì đúng cái góc tọa độ rồi thì bây giờ mình làm cái này vô tư đó. Còn cái lệnh mà nó nếu mà một cái mình đánh mà nó bị lỗi á hay sau đó thì mọi người chỉ cần search 10 cái lỗi mà mình hay mắc phải khi cho dành người mới á, mình có làm clip đó rồi, thì sẽ giải thích cái chuyện mà nếu mọi người fix cái lỗi không đối xứng như thế nào. Còn cái này là mình sẽ nói về những cái lời mà nó liên quan tới phần local thôi đó. Thì cái đó là xong nha, là xong cái local của cái bảng mới, đó là cái phần tâm á, cái lệnh di chuyển á, mọi người cứ nhấn đúng theo các phần mềm khác là WER thì nó sẽ là thay đổi vào những cái đó, nhưng mà nó thay đổi như thế này thôi, nhưng mà trên này mình chỉ cần một cái đống này mình kích chuột vô mình sẽ làm được tất cả, là cái đó mấy cái nút này coi như vô dụng. Mình chỉ cần kích vô bất đại cái lúc nào thì nó đều hiện này, mình muốn hủy nó đi mình nhấn phím quy nha, cái phím đó thì nó không có tác dụng gì hết, nó không có lệnh gì thì nó sẽ tự mất, thì mình nhấn đại cái phím nào nó cũng ra được cái bảng này. Nhưng mà khi mình tắt cái này đi mình quay về các cái bảng cũ á thì nó sẽ ra một cái coin này, cái coin này chỉ cần mình kích đàn im chuột mình kéo nó ra chứ đừng có kích vô, bởi vì mình kích vô nó sẽ là vuông góc giống như Atlas mình kích vậy đó, nó sẽ vuông góc với cái mặt phẳng đó này, kích này này thì nó sẽ chia, mọi người sẽ thấy là nó chia tùm lum hết á đó. Cứ nó chia theo vuông góc với cái mặt phẳng nó đang được kích vô, thì thay vì đó nó mọi người sẽ không kiểm soát được cái hướng của nó đang đi, thì mình phải kích vô rồi mình kéo nó qua một hướng nào đó bất kỳ thì cái này nó mới đi theo cái hướng. Còn mọi người nhấn shift á nó sẽ snap vô mấy cái hướng chính, ví dụ như này tầm mấy chục độ đó, cái này một nửa 45 này 90 đó, nó sẽ snap hơn thì mình đi theo mấy hướng đó nó sẽ đúng hơn. Bây giờ mình dùng cái lệnh nào ở trên này á thì nó sẽ hiểu, ví dụ như mình dùng lệnh mu đây thì cái đường này nó sẽ là lệnh mu, dù cho mình làm cái gì nó đều liên quan tới lệnh mu hết, những cái điểm này đó mọi người nhìn là nó là lệnh mu. Còn nếu mà nó là scale á thì mình làm gì trong đống này thì nó chuyển thành scale đó, ví dụ như này nó sẽ scale đầu. Khi làm này mình tắt đối xứng đi để cho mọi người dễ hình dung đó. Rồi xong rotation là mình đổi là cái này nó sẽ nhảy thì cái coin này nó sẽ đổi thành rotation, thì mọi người nhìn ở trong này nè nó có ba cái dấu tích, thì cái mà ngay cái tâm mà x y z này mọi người kích là cứ nó đổi chiều thôi chứ nó không có tác dụng gì hết, nó chỉ hoạt động với hai chiều còn lại. Thì bây giờ mình bắt đầu với cái lệnh mu đầu tiên nha, cái lệnh mu đây mình kéo nó ra, thì bây giờ có phải là bây giờ mình muốn nó bắt điểm từ đâu, có phải là mình kích con chuột từ đó không, đang im con chuột rồi bây giờ mình kéo hướng, thì bây giờ ví dụ như mình muốn hướng đi lên đây có phải là mình nhấn shift để mình kéo lên không cho nó cái đường của nó thẳng hơn, thì cái chính giữa này là hầu như không có tác dụng rồi, bởi vì khi mà mình muốn đổi hướng nào đó thì kích lên này đó, kích này này kích cái dấu bên ngoài á nó mới đổi đó, còn cái tâm nó sẽ chuyển từ đó. Thì bây giờ mọi người muốn từ cái mặt dưới lên thì mọi người chỉ cần kích ngay vào đó mọi người kéo lên thôi. Bây giờ nhấn lệnh W là cái lệnh move, thì trước tiên mình kéo cái chính giữa đây đó, cái chính giữa là nó đi theo nghiêng khối, còn mọi người muốn đi thẳng á không qua gì hết thì cứ nhấn thumb shift thì
thì nó sẽ chạy, nó trượt theo cái đường đó. Dù cho con chuột mình có kéo qua kéo lại đi nữa thì nó vẫn trượt theo đường đó để nó chạy lên, nó không bị lệch qua. Thì cái này mọi người nên dùng nha. Thay vì cái kia nó sẽ có hướng thì cái này mình vẽ cái cột của mình hướng nào nó sẽ chạy hướng đó. Rồi tiếp tục tới cái lệnh mà cái dấu chấm ở trên thì mình kéo thử nó là cái gì. Thì dấu chấm ở trên thì đơn giản nó chỉ là nó lấy nguyên cái khối đó nó kéo dạng ra thôi. Nó vẫn là mu, nó giống như lệnh scale. Nhưng mà bây giờ nó cầm cái đống đó nó mu. Còn cái tâm thì nó không có mu. Nó chỉ cái tâm, ví dụ tâm ở phía dưới này đây. Thì bây giờ nó mum hết, mu hết cái khối đó chạy lên trên. Đó, vậy là xong. Thì mình đã tìm hiểu xong cái lệnh mu đó. Rồi, tới lệnh scale. Thì cái phần giữa này mọi người đừng quan tâm nha. Cái đó là nó đổi chiều, mình có nói rồi đó. Thì bây giờ mọi người cứ kích, kích vô cái tâm chính giữa này. Đó, thì cái lệnh scale nó sẽ như thế nào? Có phải là bây giờ mình kéo chính giữa cái phần khuôn mặt này này, mình nhấn cái này thì mình thấy nó scale đều hai bên đó, mình thấy scale đều hai bên, và mình muốn scale đều từ trên xuống dưới thì mình chỉ đổi cái hướng ngược lại thôi. Có phải là cái đường của mình đang nó chia ra một nửa không? Ví dụ một nửa bên này đây mình scale thì nó lấy ở chính giữa này làm tâm mirror, nó scale đều hai bên. Thì bây giờ mình muốn scale hướng kia thì xoay xoay ngược cái coin này lại, nhớ là kích vô nha, chứ còn lại mình kích ở ngoài không gian nó không biết đâu, kích vô trong cái khối á đó. Đó bây giờ mình kéo này thì nó scale lên xuống vậy thôi. Cái đó là mình phải tùy biến một tí chứ đừng có cứng nhắc quá. Rồi tiếp tục cái trên này, ở trên này thì nó scale tổng thể, scale tổng thể thì hướng nào nó cũng vậy, nó chỉ lấy cái nơi mà mình kích vô á, nó làm cái tâm thôi. Thì nó scale tổng thể thì nghiêng cái khối nó đi. Thì mình chỉ thực hành nhiều mình mới biết là khi nào mình dùng cái nào, chứ bây giờ nói trường hợp nào mình dùng thì đừng có học theo kiểu đó. Kiểu như mà mình đụng tới chuyện á, mình là mình mới nhớ. Rồi tới rotation, rotation thì cứ mình cộng thử cái chính giữa này là cái gì đó, thì nó lấy cái trục mà mình vẽ này này, nó làm tâm di chuyển đó. Thì bây giờ cứ mình kéo nó trượt theo cái trục đó thôi. Đó, nó sẽ xoay. Bây giờ mình muốn lấy cái lỗ tai làm chuẩn, mình ship mình kéo lên thì bây giờ nó sẽ giữ cái lỗ tai, rồi cái đường kia nó sẽ xoay theo cái lỗ tai. Tiếp tục tới cái lệnh phía trên này là cái gì, thì có mọi người thấy là nó không xoay được. Thì bây giờ cái tâm của mình đặt chỗ nào thì cái lệnh này mình cầm thì mình lấy nó làm tâm. Nó hay cái là bây giờ mình quơ cái con chuột chỗ nào nó chạy tới chỗ đó. Nó khác với cái kia. Cái kia là mọi người theo kiểu là mình phải cứ kéo 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 mà nó ở ở chung một chỗ. Cái tâm của nó nhỏ xí bên trong à. Thì bây giờ cái này mọi người muốn xoay. Thì cái này mình thấy là nếu mà áp dụng bình thường á, thì cái chuột giữa mình setting vô mấy cái nút thôi. Hiện tại của tôi đang setting là cái mà gần bút nhất đó, nó là chuột giữa. Vì trong Maya dùng chuột giữa rất là nhiều. Maya dùng đó lệnh mu á, còn cái chuột phái mình dùng ít hơn. Thì tôi sẽ đỡ cái nút này luôn và cầm cái ngón tay này nè. Đó, đỡ ngón tay cái vô cầm ngay cái nút chính giữa luôn. Thì khi tôi dùng lệnh mu tôi chỉ cần cầm cái con chuột kích vô, đèn im cái chuột giữa kích xuống dưới là mu luôn rồi. Còn cái chuột phải thì nấc lên tí xíu, nên cái tay lúc nào cũng đỡ ngay chỗ hai cái nút. Thì trong cái bảng setting á, trong bảng setting thì mình sẽ có setting được cái phần nút đó. Rồi bây giờ nếu mà mọi người dùng á thì mình nghĩ nó có nâng cấp mới á, thì bây giờ mình biết cái lệnh mà đỡ nó reset rồi, xong nó mình kiểm soát được cái phần mà cái tâm rồi nè, thì di chuyển vật hay gì đó thì mình nên dùng cái này đó, dùng cái này cho nó nhanh, bởi vì nó đồng bộ với tất cả các phần mềm khác của mình luôn. Nhưng mà có một cái này nó sẽ bị thua ở chỗ là bị dáng của con nhân vật.
bẻ tay bẻ chân. Bây giờ cái này mà làm thì nó rất là khó. Ví dụ như mình đang có một cái con chó đi. Đó. Mình đang có con chó này. Thì bây giờ có phải là bây giờ mình muốn mà bị cho cái chân này nó cong lên phía trên thì mình phải bo đen nó như thế này rồi mình đổi ngược lại. Bây giờ mình dùng cái lệnh rotation. Đó, trước tiên rotation khi mình nhấn nó luôn luôn nó sẽ ở tâm của cái con vật. Nhưng mà thì mình phải di chuyển nó xuống thôi, nhấn Alt+Tab cấp vô. Thì mọi người có thấy là cái tâm này nó đang bị thay đổi không? Nó đang chạy không đúng cái hướng của mình muốn. Rồi xong mình xoay, xoay này là xoay góc vùng nhìn thôi. Ví dụ như qua bên này mà mấy cái đường này nó bị lệch nữa thì rất khó đó mọi người làm. Thì có một cách á, thì cứ mình đổi lại cái này đi. Thì bây giờ mọi người muốn cái tâm ở đâu cũng được á, thích cái đó nó sẽ là cái tâm, rồi bắt đầu tới cái hướng. Ví dụ hướng chân nó đi xuống này, kéo xuống, xong kéo qua, rồi tích này kéo qua này, thì mình sẽ đúng theo phần cái chân, mình muốn sao đó cũng được hết. Đó. Ví dụ như mình muốn cái chân nó cong xuống hay sao đó thì tùy mình. Đó, thì giờ mình sẽ có một cái dáng của cái con chó nó đang cầm chân lên hay là sao đó. Thì đó là xong. Đó, là ngày hôm nay nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mọi người có thắc mắc gì không? Thì nếu mà bị dán thì mình thấy cái này nó sẽ tiện hơn, nhanh hơn. Còn cái kia thì không có. Cái Wacom với cái Huion hai cái khác nhau mà. Thường sẽ chỉnh theo cái kiểu mà như này này, mình sợt á, mình kích vô mình sợt nó sẽ là mình nhấn cái chữ Wacom luôn, nó sẽ ra cái Wacom setting. Không thì lên mạng sợt, lên YouTube sợt ở đây. Chứ cái bản Huion nó khác. Mỗi phần mềm nó khác nhau, Huion với cái kia nó khác nên không có trùng được. Cứ mò trong mấy cái nút nó ra chứ có đâu. Đó, mọi người có thắc mắc gì về cái lệnh này không? Cái tâm á, cái tâm nó rất quan trọng luôn nha. Vì sau này mình sẽ có nhiều offset hơn, thì mình sẽ lệnh di chuyển hoặc là cách của bạn Na đang làm là mình mua mấy cái khối á. Thì bây giờ mình muốn cái chân mà nó chạy lên chạy xuống theo kiểu hai cái khối khác nhau. Ví dụ như cái này là mình cho nó là một cái thân đi. Rồi sao mình mua nó ra cái này đây. Thì khi mà cái thân này của mình rồi mình insert tiếp một cái trục nữa. Cái trục nó là cái này đi. Thì khi mình có cái này nè, mình chỉnh cái này mình sẽ làm nhanh hơn. Đó. Mình có cái tâm này. Đó, thì có phải cái này là cái chân không? Cái chân để cho vô cái khoang khối nhân vật. Nhưng mà cái lúc đầu của mình không biết di chuyển mấy cái tâm này nè. Thì cứ mỗi khi mình di chuyển, mình phải kéo này, tiếp tục nó bị lọt ra trên. Rồi xong bắt đầu mình phải đẩy đẩy nó lại, rồi bắt đầu xoay nữa, nó lại lọt tiếp. Nó rất là khó chịu. Trong khi cái này mọi người chỉ cần nhấn Alt+Tab á là nó sẽ không có khó nữa. Thì mình sẽ di chuyển được cái phần cái tâm của nó. Đó, có phải từ này mình muốn cái chân nó dơ lên dơ xuống hay làm cái gì đó bất kỳ mình đều làm được không? Thì cái phần tâm nó sẽ làm cho mình làm nhanh hơn. Chứ mình không có tốn thời gian theo cái kiểu mà cứ ngồi chỉnh từng chút. Đó, cứ nhớ ta lát thì cái khối nó mở ra thì mình có thể di chuyển cái khối đi bất kỳ đâu. Đó, ví dụ như bây giờ mình về cái mát ngay này. Rồi, tiếp tục có lệnh di chuyển. Nhấn ta lát, thở ra.
Đó. Từ này xoay xuống. Đó, mình sẽ có một cái chân gì thì đâu biết. Cái này mệt xuống. Mệt đau, ok. Dùng lệnh Dynamite. Dynamite kéo phát nó dính vô. Rồi, bắt đầu từ đó scope lên. Scope lên một thứ gì đó bất kỳ. Chân heo, chân bò hay là chó mèo gà vịt gì đó. Rồi, làm một nửa. Nhận ra mình quên đối xứng. Thì cứ vô này, mirror and view. Nó đang mirror từ cái khúc không có. Lật mặt lại. Mirror này, lại lật qua bên kia. Rồi xem mirror and view ra có hai chồng. Nói chung là khi mà mình đã hiểu cái lệnh mà mình biết mình đang thiếu cái gì, thì mọi chuyện đối với mình nó rất là dễ dàng nữa. Chứ nó không còn là cái lỗi tết cho cơ vơ delete. Thì khi nào cứ mình làm theo kiểu như mình đang vẽ vậy đó, chứ mình đừng có quan tâm lệnh, là khi đó mình học lệnh thành công rồi. Tiếp tục tới là học mỹ thuật. Rồi, mọi người có câu hỏi gì nữa không? Con thì mình kết thúc ở đây nha. Chứ hôm nay không có ai có câu hỏi á, nên mình cũng không có sửa được bài cho ai hết. Mình chỉ hướng dẫn mọi người một cái lệnh mới đó, mọi người rảnh làm thôi. À, nói cho ông Nhọc biết cái lệnh mà kéo snack hole luôn nha. T này, S này, cái snack này. Thì đâu cái UV đó là nói đỡ đợi xong cái làm cái con Nerco thì làm UV luôn. Chứ bây giờ Na chưa đụng tới UV mà. Đó, cái lệnh snack hole hồi xưa thì nó cũng là lấy một cái khối đi, nó khác với cái lệnh move. Lệnh move là chỉ là mình move ra thẳng luôn, thẳng đúng theo cái hướng vuông góc mà nó đang đi luôn, thì nó chỉ nghiêng qua nghiêng lại như vậy là rồi. Còn cái lệnh snake hole á, nó theo kiểu là khi mình move ra nó cũng đi ra, nhưng mà khi mình chuyển về một cái hướng khác á là nó giữ nguyên cái phần chi tiết ngay đó, nó kéo tiếp đi cái hướng khác. Thì hồi xưa nó là như vậy này. Đó, nó sẽ bị thiếu lưới rồi xem mình ra không không có những cái đoạn mượt. Nhưng mà 2018 ra nó cho mình cái lệnh này. Cái lệnh Pro Model này. Thì cái lệnh này khi mình Model tới đâu thì cái đường nó tự nó đi lưới lại tới cái khu vực đúng với cái phần size cò của mình. Thì có phải bây giờ cái lệnh snake hole nó rất là bá đạo không? Đó. Mình có thể di chuyển được tất cả luôn á. Nói chung cứ muốn di chuyển sau đó thì nó đều ra được hết. Cứ muốn thì nó sẽ ra cọ. Vậy đó. Cò nhỏ gì đó, nhỏ xí luôn nó còn ra luôn. Thì khi đó cái chuyện mà scope của mình nó sẽ thuận tiện hơn. Và cái lệnh Dynamic của mình thì cũng không cần tới dùng dùng tới cái lệnh này luôn. Lệnh này nó khỏi cần Dynamic, bất cứ khu vực nào cũng được. Nhưng mà lưới nó sẽ không đồng bộ với nhau, mọi người nhìn vô không đẹp. Thì bây giờ mình muốn cái khối to thì có phải mình phải dùng cái cọ bự không, mình kéo nó ra. Nhưng mà khi kéo nó ra rồi nó sẽ bị như thế này này, ít lưới. Còn chính chính cái cọ nhỏ thì không có thể làm được như kia, mình chỉ lên được chi tiết nhỏ thôi.
Nên cái này là giống với những cái chuyện là khi mình sketch để mình vẽ là một cái thứ gì đó, nó chỉ là những cái khối căn bản là rồi, đừng có dùng cái này nhiều. Cái này chắc mình dùng ở đuôi hay là cái gì đó tí xíu thôi. Vậy nha. Ê, cười gì? Rồi ông Nhật có hỏi gì nữa không? Cái xin nói khâu đấy nó có bao nhiêu đó à? Không có nhiều. Còn cái phòng mà trái UV thì chắc tốn cỡ 1 2 ngày nữa. Để mình đi xem con lâu mình sẽ trái UV đúng cái con thực tế luôn. Thì mọi người giải thích, mọi người hiểu luôn là mình vừa làm, mình vừa ra sản phẩm. Chứ bây giờ không có gì lấy một cái con nào đó đại đại mình làm ra anh trái thì nó cũng chả cái gì đó nói mà tốn thời gian nữa. Trong khi vài ngày nữa mình cũng làm lại. Làm cái mix theo hướng mình muốn á, cái đó để anh gửi clip cho coi rồi làm theo nha, chứ nó cũng nhiều bước lắm, coi rồi chừng khi nào mà không biết á giải thích cho, cái máy nó làm lại y xì người ta chả khác gì hết, mà cái đó mình ít dùng á, máy mix thường ít dùng. À, cán viết trong kiểu lót cọ. Lót cọ thì mình có mấy cái cọ nhiều á. Thì mình cốt thành vô cái file folder luôn. À, mình vô cái chỗ mà mình cài á. Mình cài ở đâu thì bây giờ mình sẽ vô cái phần cái ổ của nó. Mình coi thử cái ổ cài đặt đó nó nằm ở đâu. Ví dụ như của anh đây là phần user xem vô gì đó đây cái của anh đây, thì khi mà vô trong phần thư mục cài đặt này, vô phần Jira của mình á, rồi mình vô ngay này nó sẽ có di một đống hàng di này, trong này nó sẽ có từ rớt đó, cái từ rớt này này, thì trong này nó sẽ là những cái folder để nó chứa những cái cọ của mình. Thực ra có những cái cọ nó có trong này mà hồi giờ mình chưa dùng luôn, thì nó có này, rồi xong mình tạo một cái folder riêng của mình, như anh có tạo mấy folder riêng của anh này, nhìn chữ đây mọi người sẽ thấy nó khác. Thì khi mà mình tạo mấy folder này này mình cốt đóng cọ mình thả vô bên trong là xong đó. Khi mình tải vô cái đó xong mình vô phần lightbox này, lightbox thì mọi người thấy không, mấy cái di 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 một đống này á, là nó là một đống cái này nè đó, trong này nó có rớt luôn. Thì cái folder mà lúc nãy mình tải vô á, nó sẽ nằm ở trong này. Thì bây giờ khi mình vô đó mình sẽ chọn được cái cọ luôn. Mình thấy cái cọ nào thì, ví dụ như mấy cái cọ ọt đây nè, là nhất định mọi người không có. Thì mình sẽ vô phần cọ ọt này. Mình chọn vô mình vẽ thôi. Like này, mấy like này cũng lợi hại lắm. Thích cái cọ này. Cọ này làm mấy cái vết chém á, rất là đẹp luôn. Đây này, đó, mấy cái vết chém mà ở trên giáp rồi á, làm cọ này hay lắm. Nó hình như nó sắc sảo hơn. Đó, xong nha. Cái của Giang hỏi thì nó là mình tạo cái cọ mới nha, mà tạo cọ này hồi giờ anh chưa tạo nữa, tạo cọ mà vẽ ra nghiêng cái đường tóc á hồi giờ chưa tạo bao giờ, nhưng mà cái kiểu tóc đó thì có,
Chắc có rồi, xong sửa lại tí xíu. Kiểu tóc. Tóc đâu ta? Rớt. Anh đâu? Hair. Hair, hair, hair. Nó có dạ, mấy dạng này nha, dạng thì những cái đường cọ, những cái kiểu tóc đó nó cũng làm như cái kiểu những cái nét cọ này nè, đó là khi mình vẽ nó ra nó sẽ đi nguyên một cái khối này. Thì bây giờ mình chỉ cần là mình học cách để tạo ra cái nét cọ mà nó ra cái chi tiết dạng này thôi. Để hôm nào anh tải lên cái Google ra rồi anh cho link cho. Nhớ nhắc nha. Vì mấy cái cọ này ở trong máy của anh có sẵn rồi. Tích góp bao nhiêu lâu nay. Ví dụ như mấy cái mắt xích rồi đây này. Thì mấy cái này nó chỉ cần vẽ ra là nó ra mắt xích. Thì nó là một cái đường cọ nó dài thôi à. Thì mình chỉ cần học biết cái phần cọ thì mình mô đô cái chi tiết đó ra. Rồi xong khi mình vẽ là nó sẽ tự lặp lại mấy cái đường cọ đó rồi nó ra một cái cọ cho mình. Mà hồi giờ anh không có làm cọ nên không rành để hướng dẫn. Nếu mọi người cần thì hôm nào mình sẽ xem clip rồi mình cùng học. Mọi người cứ hay theo kiểu nói cọ nhưng mà thực ra mình cũng dùng mấy cái cọ chính, còn mấy cái cọ kia thì cái cỡ nâng cao á mọi người mới dùng, chứ còn bình thường mọi người dùng vô nhìn nó gớm lắm, nó không theo nguyên tắc. Được rồi, có đúng không? Để anh lên anh search lại, anh không nhớ là anh có up lên chưa. Phần mềm tài liệu Rust. À có nè. Có link rồi nha mọi người. Rust gì Rust này. Đó, cái link đó mọi người cứ đào cái đống nó vờ thì nó có tất cả các cọ mà mình đang dùng. Nhưng mà mình thấy nó rất là tốn thời gian, trong khi mọi người ngồi mò mà hết cái đống cọ đó thì bay mất cả tháng chưa biết hết chưa. Bởi vì mọi người đâu có biết là mọi người sẽ dùng cái gì vô cái gì đâu. Cứ học máy lệnh căn mấy cái cọ căn bản trước đi rồi tính nha. Rồi khi nào mình hiểu hết rồi mình mới cần nâng cấp lên á thì mình mới biết mấy cọ kia nó hơn mấy cái cọ còn lại ở những chỗ nào. Chứ bây giờ mình vô phần chi tiết mấy cái cọ đó mình đánh nó ra thì nó cũng như mấy cái cọ kia thôi, vì cái phần áp dụng á nó ít lắm. Ý he nè, thấy cái phần he rồi nè, gian vô này coi nha. Đó, cái phần mà em nói thì cái phần rít rác của cái con nó thì nó trên mạng nó cũng có chia sẻ cho mình rồi. Đó. Có thấy là khi mình vẽ cái này ra là nó ra luôn cái chi tiết đó không? Khi mà lên chi tiết đó rồi mình đánh thêm tí xíu nữa. Mình tự mình fit lại thì nó ra. Còn cái này là phần đường cơ của cái cọ. Khi từ trên xuống thì nó tự nó bo lại, thì cái đó mình vô phần
Vô phần nào lâu cũng không nhớ nữa. Cooper. Mình chỉ nhớ là nó ở trong phần cọ này này. Cooper. Nhấn vô Cooper. Đây. Cái đoạn to nhỏ nó sẽ nằm ở trong cái phần này. Thì cái đoạn lượng này thì nó sẽ bóp lại cho mình. Không nói cho thỏa mãn, không tính tò mò cái gì, giấu lên Google tìm cùng dạy à, tốn thời gian. Mình cho nhưng mà mình sẽ nói mọi người là đừng có dùng vậy thôi. Trong bộ của mình nó có hết mấy cái đó. Rồi mọi người có câu hỏi gì nữa không? Xong rồi đó. Làm hoa hậu thân thiện mà. Không, thực ra khi mà mọi người có câu hỏi thì nếu mà mình nói theo kiểu không có, mọi người đừng dùng, thì mọi người sẽ bị ức chế là tại sao lại không có, thì mọi người cứ bị khúc mắc trong lòng á. Thì không, ngày nay không có mưa, ngày nay trời đẹp mát mẻ. Mọi người cứ bị một cái là khi không có, mọi người lên Google hỏi hoặc là lên mấy group diễn đàn đồ hỏi cũng vậy à. Nhưng mà cái đó mình tốn thời gian, thì thay đó mình cung cấp cho mọi người luôn, nhưng mà nói mọi người đừng có dùng. Còn mọi người có nghe hay không nghe đó là tùy, đó là tùy mọi người thôi. Ừ đúng rồi, cọ thì nó sẽ làm nhanh hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà vì cái lúc mà mọi người tập á, thì mọi người nên tập từ những cái cọ căn bản, vì những cái cọ căn bản nó cũng có thể làm nên hết hết tất cả mọi thứ. Đơn giản là nó đưa vào những cái trường hợp khó để mình điều tiết cái cọ nó tốt hơn. Chứ còn mình chưa làm vô những cái phần khó thì cái cọ của mình nó sẽ không có ra. Mình không có kiểm soát được cái cọ tới cái mức độ nó tốt hơn. Hiểu không? Chứ còn có những cái cọ thì nó sẽ nhanh hơn. Mọi thứ nhanh là hết rồi. Đến lúc mà mình dùng cái căn bản mình dùng không được. Ủa phim tắt căn bản là như phim tắt vậy? Chứ anh đâu có biết đâu, em cần cái lệnh phim tắc gì á, em chuyển chuột vô là nó có phim tắc. Ví dụ như lệnh device tăng lưới, ngay này nó sẽ có cái lệnh phim tắc control D. Rồi
Chĩa con chuột vô cái lệnh mưu viêm tắt là W. Chĩa con chuột qua scale, scale lệnh viêm tắt là phím E. Thì hầu như trong Jira là tất cả các phím tắt nó đều có, mình chia chuột vô nó có phím tắt cho mình nha. Rồi từ đó tự mình học thuộc mà làm. Còn anh chỉ có chỉ phím tắt của cái cọ thôi. Phím tắt của cái cọ thì anh nhấn 1, 2, 3, 4 thì nó tự nó chuyển hết. Thay vì anh nhấn một cái cọ khác anh phải nhấn phím B. Bà kia nói chuẩn luôn á. Đó là nguyên nhân cái giao diện Jira của mình rất là SIDA. The last way solo là không có gì hết, nhấn số 0. Cái này solo đỡ vô thấy số 0. Đó. Thì cái mà lệnh á, trong cái này mọi người có thấy là trên mạng á, những thằng nước ngoài nó mọi người hay coi là ở trên này nó có quá trời menu luôn, ở dưới cũng đóng menu, mấy cái cọ thường dùng của nó đưa ra hết luôn. Thì cái đó là nó sẽ thay đổi phần UI, thì mình có thể lấy những cái cọ đó mình dục qua những cái menu nào đó mình thích, mình dục nó ra thì nó có hết, nó có xung quanh này, mọi người chỉ cần kích chuột vô là xong. Nhưng mà đến một ngày mọi người dùng 2-3 tháng đi, chừng mình tìm cái menu đó đố ra luôn. Trong cái đống này mình phải ngồi mình số từ đầu xuống cuối nữa, mình mò nó ra. Thì mình thấy cái phần mà đỡ mà chọn vô cái menu á, nó tốn cho mình mấy giây à. Ví dụ như kia nó tốn 1 giây để nó chọn, thì mình giờ tốn khoảng gần 5 giây hoặc là 3 giây để mình chọn một cái thứ gì đó. Mình trễ hơn nó chỉ có 2-3 giây à, nên cũng đến nỗi nào đâu. Ví dụ như mình đánh cái cọ mà clay đi, đúng không? Cái cọ mà clay khi mình đánh vô những cái khu vực này nè, nhất định nó sẽ bị bong. Thì cái, mình thấy cái lệnh nó tụi kia nó rất là thường xuyên bỏ ra ngoài luôn. Thì mình vô rớt kéo xuống auto masking này nè, đó backfade, thì mình tốn chỉ mấy giây vậy thôi, mình kích một lần mình dùng cho hết một buổi, đúng không? À thì trong khi mình thuộc cái đó ai hỏi mình biết ngồi chí nữa, chừng ấy chừng ai hỏi mình đâu biết ngõ nào để mình hướng dẫn hết thì cũng ngại. Theo UI được, lót UI luôn. Thằng nào nó chưa xé UI đó, mình lót của nó gì à? Mà máy nó có máy cọ đó, nó lót cái vô có, máy mình đủ có máy cọ đó như không. Cái nói chuyện phần hướng dẫn mọi người chuyển thành phím tắt hết rồi mà mọi người chưa chọn Save UI config, ngay này sẽ có phần Save UI. Mọi người setting xong hết trơn rồi mình nhấn vô Save UI thì sau này nó sẽ save cho mình. Mà nói chung mấy cái này mình vẫn khuyên mọi người đừng có bao giờ đụng tới hết là xong. Như bao nhiêu lâu nay mình chưa bao giờ đụng tới nó, tuy mình biết nó rất là rõ luôn, vì hồi trước mình cũng ngựa bà mình bắt chước, nhưng mà mình thấy nó không hiệu quả, nên bây giờ mình đang dùng một cái thứ rất bình thường. À, khi mình setting cái phím tắt xong á, thì nó có hỏi mình cái phần mà
Nè, hotkey này, mình nhấn vô trong phần này, mình nhấn save lại rồi. Mình vô deformation này, vô hotkey mình save lại. Hoặc là cái lúc mà khi mình thoát đi á, nó sẽ hỏi mình luôn. Nó hỏi mình nhờ có muốn lưu cái hotkey mà mình đã thay đổi không? Thì mình nhấn lưu. Khi mình tắt này nè, thì nó sẽ phần hỏi mình là hỏi file, mình có lưu file hay không? No. Rồi xong nó sẽ hỏi tiếp một phần là lưu hotkey. Không thì cứ mình vô cái này, ý nhầm. Bà mẹ nhấn lưu rồi, nhấn xóa mất tiêu rồi. Tại nó hỏi mà mình không chú ý á, nên nó bị mất luôn. Cái ngay cái chỗ reference này nó sẽ liên quan tới tất cả các phần cài đặt của cái máy của mình nữa, nên thấy không, khi mà xuống này mình thấy chữ hotkey, nhấn vô hotkey này nó sẽ cho mình phần lưu hotkey liền, thấy không? Thì cái đơn giản là khi mình set hotkey rồi mình tắt á, nó cũng có hỏi, mình nhấn Z là nó sẽ lưu cho mình. Còn hoặc là mình set xong mình vô này mình save lại. Không, nhưng mà cái rớt á mình nhấn nhiều nó lại lâu nha. Bởi vì một cái menu á mọi người nhấn vào trong một cái lúc làm của mình nhấn rất là lâu. Ví dụ như mình nhấn một cái lệnh đó mình chờ mình làm hoài luôn á. Như cái lệnh mà bắt frame, cái lệnh đó nó còn hay xuất hiện. Hoặc là mấy lệnh render hay gì đó, mình chỉ nhấn một lần là xong. Còn cái cọ là mình nhấn hàng hàng phút, hàng giây. Là mình phải chuyển đổi liên tục, mà mình nhấn cái đó thì lúc nào cái mình cũng phải cần nhìn bàn phím đó để mình nhấn, nó rất mệt. Thì thay vì đó cứ cái tay mà mình đỡ ra những cái phím tắt đó luôn, thì sau này mình chuyển mình không cần nhấn như anh này đó, nó đổi như này thì anh sẽ dùng rất là nhanh, là y như cái cảm giác mình đang vẽ chứ không phải mình đang mình chọn lệnh, đừng có vẽ theo kiểu nhìn trên máy tính. Lưu đó là xong. Rồi. Còn bạn nào hỏi nữa không? Trong phần mềm JRED đó, nó hiểu là một cái không gian rất là rộng luôn, và khi cái khối của mình nó di chuyển á là cái lưới đó nó đều theo, nhưng mà nó sẽ không đúng theo cái phần bay da. Nên nếu mà em làm một cái con mà hoàn toàn từ JRED đó, nó sẽ là đúng theo cái phần chính giữa như vậy đó. Mình tạo ra một cái cục này đi, đúng không? Thì theo các phần mềm khác á, cái đường lưới này nó sẽ không thay đổi. Nhưng mà nếu mà bây giờ anh cho theo kiểu hai cục đây, nó đi lên này, nó đi về cái máy trên này nè đó. Rồi bây giờ cái cục này anh nâng nó lên luôn, thì khi anh thả ra anh kích thì có phải là thấy cái đường lưới, cái đường mà chân của cái trục này mình thấy nó chạy lên không? Thì đương nhiên nó sẽ bị lệch so với những cái trục khác rồi, và trong cái không gian của nó khác đi. Nhưng mà một cục chính giữa cái nó tạo ra là nó tạo chính giữa, nên nếu em làm từ một cục đó thì sai. Nhưng mà khi mình làm ở trong các phần mềm khác, cái chân của mình luôn luôn phải đứng trên cái mặt phẳng nó, vì mặt phẳng nó là sau này ví dụ như trong vô game hoặc phim hay bất cứ đâu á, là nó lấy cái đó làm cái mặt nền của một cái vật gì đó nó hiển thị lên, thì mình phải nên cho nó đứng lên ở trên đó, mình kéo nó lên. Thường mọi người làm file mà từ có một cái con chuẩn á là cũng đều là từ Maya hay là Betamax á, mình xuất ra để mình bỏ qua bên phần JRED, nên hầu như là làm không bao giờ bị trường hợp đó hết.
Còn một file mà làm từ đầu tới cuối là bên JRED á thì chỉ để sau bên JRED không à, nên nó khác. Đó vậy thôi. Cái lưới này nó sẽ đi theo hoài luôn, cứ nó tính từ hai vật vậy đó. Mà nãy giờ mình nâng lên này, đó mọi người thấy cái trục này không? Cái trục này mới đúng là cái trục của góc tọa độ của mấy phần mềm khác này, chứ không phải là phần cái lưới này. Nên cái này khi mà reset và nó sẽ nhảy xuống, và nó nhảy xuống ngay chỗ cái tâm chính giữa luôn. Cái trục đó mình còn muốn di chuyển mà chưa biết di chuyển sao. Hình như nó là tâm của góc tọa độ ở cái không gian 3D thì các phần mềm khác còn như nhau rồi. Rồi mọi người có câu hỏi gì nữa không? Nếu mà không có câu hỏi gì thì mình kết thúc live stream đây nha. Còn có thì mình sẽ giải thích mọi người tiếp. Ừ thì khi vô thì mình fix là mình sửa lỗi, mà mình cảm thấy cái lỗi của mình sao thì mình sửa sao cho đúng. Thì sửa đúng là cách mình mu lên thôi. Chứ có gì đâu. Làm mà cứ sợ sai. Mình phải học theo nguyên lý á, chứ mình đừng học theo lệnh. Cái lệnh là cái đó ứng dụng, còn cái nguyên lý là cái bắt buộc mình phải theo, nó là theo một cái chuẩn, hiểu không? Nên khi mà mình làm một cái gì đó mình đừng có hỏi là mình dùng cái lệnh nó để làm ra cái đó được hay không, mà mình cảm thấy cái kết quả khi mà mình làm ra nó đúng theo cái tiêu chuẩn đó là được. Còn mình dùng cái gì, cái lệnh gì đó không ai quan tâm đâu, không cần biết. Nên như em hỏi cách mà là giảm lưới á, giờ xóa hay là làm gì, thì xóa hay làm gì đó là tùy. Chứ giờ giảm lưới mà còn hỏi là phải làm cách nào để giảm lưới nữa, thôi bó tay. Vì lệnh mình đã biết hết trơn rồi, chủ yếu là mình ứng dụng sao thì mình ứng dụng sao đó tùy, thích dùng cái lệnh gì dùng, kéo từng điểm điểm lại cũng được. Đồ bạn nào đăng ký thoát sâu của anh là Lê Thế Bình vậy? Một buổi thoát sâu vào online.